Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy. Ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan. Tức là đệ tử chúng con vâng theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan. Tại làm sao mà Phật không dạy cái gì mà Phật dạy trong cái dịp lễ này? Bởi vì đây là dựa, quý vị nhớ là cái bài sám này dựa theo cái tinh thần của kinh Vu Lan Bồn và kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Thì kinh Vu Lan Bồn á, duyên khởi bằng cái câu chuyện là ngài Mục Kiền Liên chứng được lục thông, nhớ không? Rồi muốn tìm coi mẹ mình đang đọa vào cảnh giới nào. Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy dòng mẫu sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm. Lo phẩm vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất la âu, tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn. Là lấy tay trái che, lấy tay phải bốc ăn. Lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Rồi Phật mới nói, bây giờ ông muốn cứu không? Nhân chư tăng an cư đủ 3 tháng, ngay cái ngày chư tăng mãn hạ đó, ông hãy nên vì mẹ ông mà thiết lễ cúng dường, nhờ thần lực của tăng mà cứu mẹ. Từ đó mới có cái lễ hội Vu Lan. Trước kia chư tăng vẫn an cư, vẫn tu, và ngày tự tứ đó vẫn bình thường, không có special. Nhưng mà khi ngay lúc đó, có thể là tháng 6, tháng 4, tháng 5 gì đó, thì câu chuyện này nó xảy ra. Thì ngày một ngày Đức Phật mới nói, ông đợi, sắp sửa tới đây, chư tăng mãn 3 tháng an cư, ngay cái ngày rằm tháng 7 đó. Sau 3 tháng tịnh tu, ai cũng nghĩa là thanh tịnh hết rồi, đạo đức đầy đủ, đức lực đầy đủ, ông hãy nên cúng dường và nhờ tăng chú nguyện cho mẹ ông. Nhờ thần lực của 10 phương tăng, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Nghĩa là cái tiếng hiếu thảo của ông có thể thấu 9 tầng trời. Nhưng mà too bad, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Ông phải nhờ 10 phương tăng. Vì sao? 10 phương tăng đều giữ lễ này. Phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn 100 món, trái cây 5 màu. Lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình báo vọng cầu kính dân. Có lẽ vì vậy mà có nhiều người hiểu lầm, mới dịch cái chữ Vu Lan Bồn. Lễ Vu Lan cần phải cúng thực phẩm vô cái bồn, cái chậu đem đi cúng. Cái chữ Vu Lan Bồn nó không có cái nghĩa gì với chữ bồn này hết. Vu Lan Bồn là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana. Ulambana mà chúng ta âm là Vu Lan Bồn. Vì thì chữ bồn này không liên quan gì tới chậu, thao, thố chén gì trong này hết. Mà có nhiều vị đã giải thích cái kiểu như vậy. Muốn cúng dường phải để vô bồn, vô chậu cúng. Ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan. Và quý vị nhớ là chư tăng của Bắc Tông á, là bắt đầu khởi sự an cư từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 là đủ 3 tháng. Nhưng mà chư tăng của Nam Tông á, như là Thái Lan á, Miến Điện á, Campuchia, Lào á, là an cư rằm tháng 6. Và ngày tự tứ của chư tăng của Nam Tông là rằm tháng 9. Hai cái truyền thống nó khác. Nhưng mà cái tâm, cái ý nghĩa, cái tâm nguyện mà an cư không có mất. Vẫn là an cư thôi. Nhưng mà an cư trễ, bên kia trễ hơn mình 2 tháng. Ở bên này là sau lễ Phật đản là bắt đầu chuẩn bị vô mùa an cư. Từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7. Đúng rằm tháng 7 chúng ta gọi là lễ Vu Lan. Vì cái lễ nhân cái dịp chư tăng tự tứ mà tổ chức lễ cứu khổ cho người chết, cho người mất.
Cho nên Vu Lan là tổ chức vào cái dịp sau khi chư tăng mãn hạ. Và ngày đó còn được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cơm canh. Tại sao gọi là Phật hoan hỷ? Bởi vì ngày đó Phật vui là vì tất cả chư tăng đã trọn vẹn 3 tháng tu hành, đức lực, đạo lực đầy đủ, mãn cái ngày đó. Và ngày đó đó chư tăng phải xin lỗi nhau, xin người khác chỉ lỗi cho tôi, nếu tôi có lỗi gì quý vị chỉ cho tôi. Phật hoan hỷ quá, Phật thấy tu mà khởi tâm tàm quý, khởi cái tâm biết phát lồ sám hối. Một người quỳ xuống, hay là từ 3 người, maximum là 3 người quỳ xuống đối trước một vị lớn hơn mình. Bạch Đại Đức nhất tâm niệm, tức là xin Đại Đức hãy một lòng nghe con. Hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo mít xòi vậy đó, cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe, được nghi, tức là Đại Đức thấy con có tội, nghe con có tội, và nghi ngờ con có tội, nguyện Đại Đức hãy vì con mà chỉ lỗi. Nếu con thấy có tội sẽ như pháp mà sám hối. Nói 3 lần. Thì sao vị đó mới nói trong 3 tháng qua thầy tu rất tốt, nhưng mà vừa rồi đó có 2 ngày thầy không có ra tụng kinh với chúng. Thí dụ vậy đó, thì tôi nhờ người đi kiểm thì thấy thầy ngủ trưa, ngủ quên. Thí dụ vậy đó, lỗi của thầy là lỗi giải đãi. Thí dụ vậy. Còn nếu không có lỗi gì hết, nói tốt. Vị kia nói dạ con xin vâng lời, lại ba lại lui. Cái đó gọi là tự tứ. Và tự tứ là gì? Là thỉnh người ta chỉ cho mình cái lỗi. Cho nên ngày đó gọi là ngày Phật hoan hỷ. Phật hoan hỷ là gì? Thấy đệ tử mình tu ngon lành 3 tháng, và thấy sau 3 tháng rồi người lớn thương xót người nhỏ, chỉ lỗi cho người nhỏ. Người nhỏ biết xin lỗi người lớn, biết cầu thỉnh cái người ta chỉ giáo cái lỗi cho mình. Cho nên cái đó gọi là hội Vu Lan. Hội Vu Lan là vì ngày đó là ngày cứu khổ. Phạm Vũ Huy Hoàng. Phạm Vũ ý chỉ cho chùa chiền. Thứ ví dụ như mình kêu là Hoàng Vũ, hay là mình kêu là Vũ Trụ. Tại sao kêu là Vũ Trụ? Bởi vì nếu mà nói về không gian thì gọi là Vũ, nếu mà nói về thời gian thì gọi là Trụ. Mà nếu mà nói là Hoàng Vũ là gì? Là tất cả chúng ta đang sinh hoạt dưới một vòm trời. Chúng ta đang sinh hoạt ở dưới một vòm trời thì gọi là Hoàng Vũ. Cho nên Phạm Vũ tức là ý nói là cái nơi đó nguy nga, tráng lệ, trang nghiêm là Phạm Vũ. Phạm Vũ Huy Hoàng, đốt hương đảnh lễ, mười phương tam thế. Tam thế là 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà nếu mà cái câu này mà thuần tí tiếng Việt thì phải nói là mười phương 3 đời. Mà mười phương 3 đời thì nó là không vần với cái câu kế. Cho nên buộc lòng phải giữ nguyên cái câu mười phương tam thế. Có chỗ là thôi đổi luôn đi câu này tiếng Hán luôn cho nó trọn là thập phương tam thế. Nhưng mà bởi vì khi mình chuyển nó thành mình viết ra một cái thể thơ đó thì phải tìm làm sao cho âm vận nó có. Gọi là mười phương tam thế. Mười phương tam thế gồm có cái gì? Phật, Pháp, Tăng. Chứ gọi là Phật, Pháp, Thánh, Hiền. Chữ Thánh Hiền là tượng trưng cho Tăng. Như vậy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 câu đầu này là chúng ta khởi đầu cho vấn đề đảnh lễ Tam Bảo. Hướng về Tam Bảo mà đảnh lễ. Bây giờ phải nói cái nguyên do nè. Đây là cái phần chính nè. Noi gương Đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo. Thì hồi nãy Pháp Hòa thưa rồi đó, noi gương gì? Gương hiếu ngày Mục Kiền Liên là cứu mẹ, qua cái câu chuyện là ngài đem cơm cho mẹ ăn. Rồi thấy mẹ tham quá. Đời trước, trước khi mẹ chết, mẹ tham, mẹ đọa rồi. Mà khi mà đọa xuống đây rồi, mẹ vẫn tham tiếp. Mẹ thấy chén cơm, mẹ mừng quá, mẹ lấy tay trái, mẹ che lại. Mẹ lấy tay phải, mẹ bốc ăn.
lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Trong cuộc sống này cũng vậy, nhiều khi mình khổ quá rồi, ai cho mình miếng cái bắt đầu mình bo bo, mình giữ, mình muốn cho ai hết trơn á. Nhiều khi đi vô kiếm góc nào lén ăn. Lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa đi theo đoàn cầu phước, đi tụng kinh Vu Lan mỗi chùa một ngày nha, đi suốt tháng 7 á. Mà mỗi lần đi như vậy là phải hùng tiền, mỗi một ngày là mua gạo, mua trái cây, mua đèn, mua dầu, mua đủ thứ hết đem cúng cho chùa. Chùa nào tới cũng vậy hết. Dạ, chúng con là đoàn Phật tử cầu phước, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, xin thầy trụ trì cho chúng con được vô tụng thời kinh báo ơn cha mẹ. Thầy trụ trì quan hỷ cho phép nguyên đoàn vô làm lễ, tự mình làm lễ với nhau thôi, mà đi mỗi một ngày là đi một chùa. Chùa nào gần đi hai chùa, gần nữa đi ba chùa, mà đi suốt 30 ngày của tháng 7. Mà đi vô là tụng thời kinh Vu Lan nha. Tụng xong thời kinh Vu Lan, tụng sám một liên. Mà hễ mà ta ở trong miền Nam là tụng sám là phải bon bon cóc, chứ không phải tụng như mình giờ đó. Trong miền, ở dưới miền Tây là tụng như đó. Con quỳ lại Phật Thích Ca. Con quỳ lại Phật Thích Ca, chứng minh đệ tử tên là Mục Liên. Lòng con mộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu quyền thầu thiền hôm nay. Nghe kinh Phật thuyết 7 ngày, tụng nguyên cái bài sám đó. Noi gương Đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo. Lòng càng áo não. Tại sao mình áo não? Tại vì mình nghĩ tới cái ơn của cha mẹ lớn quá. Trong kinh báo hiếu phụ mẫu, đại chúng nhớ Phật nói ơn của cha mẹ có mấy thứ không? Có 10 thứ. Rồi á, cái người mẹ mà mang thai đó có trải qua 10 giai đoạn. Tại vì 10 giai đoạn là 10 tháng đó. Tháng thứ gì? Tháng đầu thai đậu tợ xương. Cái thai nó đậu trong người mẹ như là hạt xương trên cỏ vậy đó. Nó dễ tan không? Tan lắm, dễ lắm. Tháng đầu thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Người mẹ nào mà có con, có thai tháng đầu là phải vậy hết đó. Sợ lắm. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc. Tháng thứ ba như cục huyết ngưng. 4 tháng đã tượng ra hình. 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Ngũ thể là tay chân và đầu. Tháng thứ 5 mới có ngũ thể nha. Tháng thứ 6 lục căn đầy đủ. 7 tháng thì đủ bộ cốt xương. Lại thêm đủ lỗ chân lông, các chân lông của mình, cộng chung đến số 84,000. Nhiều quá nói không hết, nói vậy đó. Tháng thứ 9 hoàn toàn tạng phủ, lục phủ ngũ tạng đủ hết rồi. 9 tháng thì đầy đủ vóc hình, có tầm có vóc rồi đó. 10 tháng thì đến kỳ sinh, nếu con mà nó hiếu thuận nó xuôi mình ra luôn. Ngược lại, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó vẫy vùng đạp gấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Có những đứa con nó sanh ra nó làm cho cha mẹ nó đau đớn khủng khiếp lắm. Có những đứa mẹ phải đau cả ngày đêm, 2 ngày 2 đêm mới sanh ra được nó. Mà đứa nào mà nó cái kiểu vậy đó, thì người ta nói sao? Trời ơi, con này là chì nghe. Thằng này chì nghe. Và đứa ra mà nó hét, đứa nào mà nó sanh ra nó không khóc, phải lấy kim đâm cho nó khóc, đánh cho nó khóc. Nó mà khóc ré lên cái trời ơi, mình thở cái khì vậy đó. Cho nên khi mình sanh ra mình phải khóc, thiên hạ xung quanh mình mới cười. Cho nên mình phải sống làm sao này á, để khi mình đi mình cười mà người ta khóc. Khi mình sanh ra mình khóc, thiên hạ xung quanh mình cười. Vậy mình phải sống như thế nào để khi mình ra đi mình cười mà người khác khóc? Mình cười viên mãn rồi. Tôi đến đây và tôi đã sống trọn vẹn. Ông Trịnh Công Sơn có nhiều câu hay lắm. Tôi là ai mà yếu quá đời này? Quý vị nhớ bài đó không? Là ai?
Còn cụ gì Nguyễn Công Trứ hả? Thoạt mới sanh ra đà khóc ké, đời có vui sao chẳng cười khi. Cho nên cụ bây giờ mình có buồn mình khổ, cụ nói đừng có khổ, mày mới sanh ra mày cũng khóc rồi. Mình mới sanh ra là mình đã khóc rồi, cho nên cuộc đời này vốn dĩ khóc nhiều hơn cười. Mà Đức Phật nói á, nếu mà nước mắt chúng sanh á, ở cõi đời này á, mà khóc mà không tan đó, gom lại còn nhiều hơn nước bốn biển. Quý vị tin không? Tin không? Tin nhớ. Trời ơi, mình gặp được người mình yêu cũng khóc nữa. Cho nên khóc cũng đâu hẳn là khổ đâu, phải không? Còn nhưng mà đa số là mình khóc khổ. Coi cải lương mà đúng tâm trạng, con ngồi khóc suốt bước giờ hồi làm gì, cải lương hay quá. Ngồi khóc. Nguyện làm con thảo lòng càng áo não, nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành. Chứ cái câu này mình phải tụng là nhớ nghĩa thân sanh. Thật ra mình tụng thân sinh cũng được, nhưng mình tụng thân sinh thì nó không vần với câu là thành. Cho nên phải tụng là nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành. Mẹ dày gian khổ. Gian khổ. Cái khổ của người mẹ nó dày lắm. Nhiều khi á, mình chuẩn bị xong cho nó một bữa cơm vậy, nó chỉ cần nói một câu thôi là mình buồn rồi. Kêu nó ra ăn cơm thôi. I know. You talk too much. Rồi đó. Mà giờ nhiều lắm. Mình nó đi với mình, tới với nó mình nhẹ như cái khánh vậy, mà nó nổ với mình như cái đại hồng chung vậy. Nguyện làm con thảo lòng càng áo não, nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành. Mẹ dày đau gian khổ 3 năm nhũ bộ. Chữ nhũ là sữa đó. Tức là người mẹ nuôi mình 3 năm. Thường thường là ở Việt Nam mình là mình nuôi một đứa con cực hơn ở đây. Tả hồi xưa đâu có tả như bây giờ mà mua xài dục đâu. Tả bằng cái vải, phải không? Vải cắt hình tam giác vậy nè. Rồi xong rồi nó xài xong rồi mình giặt. Giặt xong rồi cất đó để cho em nó xài tiếp. Mà nếu mà cái ơn đó, mà phải nói ở đây á, mình tốn tiền nhưng mình không có bị gớm nhòm. Chứ ở Việt Nam mình là nó rõ ràng đó. Cho nên trong cái bài tụng á, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Mình không có phiền gì khi mình giặt đồ dơ của con hết, mà nhất là cái tả của nó. Mà xin lỗi đại chúng là nó ọc sữa cũng đã hôi rồi. Nó ốc sữa cũng thôi, mà con nít mà xin lỗi là khi mà nó mình ẩm nó lên mà mình thấy nóng nóng mà hôi hôi là biết, mà cái hôi nó kỳ cục lắm. Mà mình ngửi cái mùi đó biết rồi đó. Nó đi number 2 rồi đó. Ở đây quý vị nào học kiểu của Mỹ nha, muốn đi toilet mà đi tiểu kêu đi number 1. Kêu number 2. Nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành, mẹ dày gian khổ 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang. Có những người ở trong bụng mẹ 10 tháng nha. Pháp Hòa biết có những người Pháp Hòa quen ở trong bụng mẹ cả 10 tháng mới sanh. Không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ. Bây giờ nhắc tới một chút xíu cha nè, cậy có công cha. Chẳng quản yếu già, sanh nhai lam lũ, quyết cùng hoàng vũ. Đấy, hoàng vũ là gì? Ý nói là mình bầu trời quyết cùng với cuộc đời này, với trái đất này, cái vũ trụ này, phấn đấu nuôi con. Khó cỡ nào, anh đi tới đâu, tôi đi tới đó. Tôi nhăn nhó, tôi lòn cuối, tôi làm kiểu nào miễn tôi đi kịp với cuộc đời này để tôi lo cho con tôi. Pháp Hòa nhớ ở Việt Nam á, cái thời Pháp Hòa ở bển á,
hiếm có gia đình nào mà có dư gạo mà gọi là ăn thoải mái lắm. Coi như là có gạo bữa nào là ăn bữa đó thôi, là cái thời của quả bển đó nha. Việt Nam thời đó gọi là chạy gạo từng ngày. Không bao giờ mà nhà nào mà mình thấy có gạo dư đâu. Mà thậm chí là mượn đầu heo nấu cháo. Chạy tới nhà này cho tôi mượn 30, 50, tôi làm vốn, tôi bán cái gánh bánh canh, bánh lọt gì đó. Mai sáng bán được cái chủ nợ á, ra đòi. Đòi xong rồi cái móc được cái trả cái ráng bán để chiều, thiếu nhiều đi kiếm người khác mượn đắp vô để đủ tiền làm vốn cho ngày mai. Làm ăn mà vốn của mỗi ngày chứ cũng không có dư. Rồi Pháp Hòa nhớ là có những bữa Hòa cầm cái củ khoai lên vậy có 1-2 hộp cơm nó dính à. Ở đây có ai ăn độn không? Cho nên bây giờ Hòa gặp khoai láng Hòa sợ dữ lắm. Tại hồi nhỏ Pháp Hòa ăn sang, sáng ăn khoai. Ai hỏi, ê mày làm gì vậy? Khoái ăn sang. Hồi nhỏ mà ăn khoai mì là sang, ăn khoai từ là sang, ăn khoai lang là bình thường. Mà hễ bữa nào mà không đi chùa, không cúng chùa là ăn khoai mì, ăn khoai từ và ăn xôi. Nếu mà bữa nào đi chùa là phải trích cái tiền mình ra để cúng dường. Hoặc là đi những cái đám tang nghèo á, thấy người ta khổ quá mình hùn tiền vô mình cho thì mình bị hụt tiền, là ăn khoai mút mùa. Cho nên là mình, Pháp Hòa còn nhớ rất là rõ. Hồi đó Hòa thèm nho. Thấy trời, thấy người ta bán nho đi ngang mà nhìn. Vậy mà bà già mẹ Pháp Hòa là không để cho con mình thèm. Đi mượn tiền mua một chùm nho. Và với điều kiện là con học giỏi. Cho nên bây giờ mỗi lần mà cầm cái chùm nho lên là mình nhớ như vậy. Có những bữa cơm á, có những nhà mà hễ mà có tiền mua được tương hột á thì không có đủ tiền mua dưa leo. Thường thường ăn tương hột phải có dưa leo nó mới đủ bộ. Quý vị thấy không? Mỗi ngày cái chén canh của mình là gì? Là nước cơm mình nấu ra rồi mình chắc cái nước lại đó. Ở nhà kể Pháp Hòa sướng hơn đứa em Pháp Hòa. Sanh ra còn có sữa uống. Sữa Gigo. Thằng em Pháp Hòa là uống toàn là nước gạo pha đường. Nước cơm chắc ra là pha miếng đường bỏ một bình cho bú thôi. Cho nên mình cái câu gọi là phấn đấu nuôi con là đúng. Ở đây cũng thế. Khi mình qua một cái xã hội này rồi á, thì cuộc sống nó đòi hỏi nhiều hơn. Thì mình lại phải phấn đấu nhiều hơn để cho con mình nó đủ theo cái nhu cầu của nó ở đây. Thật sự ra thưa đại chúng, một cái game một đứa con mình ở đây nó chơi á, là có thể nuôi được một đứa nhỏ Việt Nam năm á. Một cái game nó chơi nhiều khi tới 100-200 đô mà. Mà nhiều khi mình chỉ cần 5 đồng bạc một tháng là nuôi một đứa nghèo ở Việt Nam. Đứa nào mà khá khá là 10 đồng. Chứ bây giờ tụi con mà đi vô tiệm mà McDonald hay là tiệm AW mà kêu một cái combo á, một cái fries, một cái hamburger, một ly nước, một cái combo đem ra đó là 10 đồng. Ăn trong vòng 10 phút. Nhưng mà 10 đồng đó đó, mẹ mình phải đi làm suốt một tiếng đồng hồ mới có. Mình chỉ cần order ngồi xuống nhai vài cái thôi là hết 10 đồng. Cho nhiều khi mấy chú đi mua một cái lò, một cái ly bubble tea. Quý vị biết bây giờ bubble tea, trà trân châu bây giờ là 6-7 đồng ly. Mình không có tiếc mình cho uống, nhưng mà Pháp Hòa nói tụi con uống một ly nước này giá là 6 đồng. Thầy với quý bác ở chùa ngồi cuốn, bì cuốn, gỏi cuốn phải tới 3 dĩa. Bị diện dĩa có 2 đồng à. Bán gỏi cuốn, bán bò bía dĩa 2 đồng. Mà bán tới 3 dĩa
mới kiếm được 6 đồng cho tụi con uống một ly bubble tea. Mà tụi con biết là cuốn một bò bía đâu phải là cuốn có cuốn đâu. Bào củ sắn nè, bào cà rốt nè, rồi bún tàu nè, nấm mèo nè, xào lên nè, rồi để đậu phộng vô nè, nhúng bánh tráng nè, làm rau sống nè, ngồi cuốn nè, múc từng chén tương để vô bao bì lại cho thật đẹp để người ta có thể mua một dĩa bò bía 2 đồng ăn. Phải bỏ ra một cái công, một khoảng có thể 2 tiếng đồng hồ kiếm được 6 đồng bạc. Tụi con mua một ly bubble tea 6 đồng. Thầy không có tiếc, nhưng thầy muốn nói để khi mình uống một ly nước đó mình thấy ở đâu ra. Cho nên á, mình qua đây rồi quý vị thấy tại sao phải đi làm 2-3 job. Vì là phấn đấu nuôi con. Mà đâu phải mình nuôi phấn đấu nuôi con không, mà phải phấn đấu với những cái thơ bển gửi qua nữa. Bây giờ thì chắc bớt rồi, Viber thôi. Bây giờ là FaceTime với Viber thôi. Còn ngày xưa là thấy cái thơ mà cái viền đỏ đỏ là biết rồi đó. Phải không? Mới đầu vô anh có khỏe không? Tụi em bên này nhớ gia đình anh chị lắm. Tụi em biết anh chị ở bên đó rất là cực để đi làm như tụi em. Tháng này tụi em túng thiếu quá. Phải nói gì một chút chứ. Nhờ rồi cũng tại mình. Đi làm ở một cái hãng làm gì? Làm housekeeping, làm janitor rồi vậy. Chụp nguyên hãng tao nè. Phải chị, phải nói cho rõ là hãng tao là tao làm công nữa nè. Ghi chú sao hình hãng tao nè. Quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ, cậy có công cha, chẳng quản yếu già, sanh nhai lam lũ, quyết cùng hoàng vũ phấn đấu nuôi con, giáo dục vuông tròn, đem đường học đạo. Có nhiều khi mình nghĩ là mình cho con mình, hôm cách đây vài hôm thôi, không có lâu đâu, thì có một anh Phật tử đó, lâu lắm rồi ảnh mới lên chùa ảnh thăm. Ảnh mới đứng hoài, ảnh kiếm cái hình của người thân ảnh thờ trên chùa kiếm ra. Pháp Hòa đi ra, Hòa nói, ồ anh kiếm bà ngoại phải không? Mà chỉ ngày Pháp. Cái xong Pháp Hòa mới, ảnh mới nói, trời ơi con thiệt, lâu lắm rồi con đi chùa, thiếu sót quá. Pháp Hòa mới nói, thật sự ra các anh phải nghĩ, tới lúc mình phải nghĩ tới cái việc này. Tại sao người Tàu á, con họ lấy một anh chàng Canada, sanh ra con cái mặt Mỹ chất, vậy mà nói tiếng Tàu như gió. Tại vì họ không để cho mất gốc, bắt buộc phải đi học hết. Còn mình ở nhà con nói tiếng Anh với nó luôn. Rồi á, kệ nó đi cũng đi thôi, không có quan tâm, không có, thậm chí chùa mở lớp dạy cho nó học cũng không có khuyến khích. Nó không thích đi, thôi kệ nó, không thích đi đừng ép nó, kệ nó lớn tùy duyên. Thì mình cũng tùy duyên, thì mai mốt mình phải tùy thuận nó. Là nó nói tiếng Anh mình phải nói tiếng Anh, và nó đưa mình đi đâu mình phải đi đó. Tại vì mình không có để tâm vào cái sự hướng dẫn đó. Cho nên giáo dục không phải chữ nghĩa. Pháp Hòa thấy có nhiều gia đình dạy con lớn vậy nha, mấy chục tuổi rồi mà gặp người lớn vẫn khoanh tay. Pháp Hòa vẫn còn thấy những gia đình như vậy. Các vị đó bây giờ 60-70 tuổi hết rồi đó, và vẫn giữ cái lễ mà ngày xưa cha mẹ dạy, gặp các bậc trưởng thượng là khoanh tay lại. Thưa thầy con mới tới. Thưa bác con mới tới. Thưa bác con về. Nó cười lắm, có mấy đứa nhỏ giờ á, nó dẫn bạn gái hay bạn trai nó về, nó gặp mình trơ ra vậy. Xong cái mình mới nói với con mình, con phải dạy bạn con tới nhà phải biết chào hỏi cha mẹ. Ba mẹ đâu có cần nói gì đâu, hello Mr. Nguyễn, Mr. Trần gì cũng được.
Cái nó nói sao, nhỏ này lần sau tới, "Hi Mr. Tran." Rồi xong. Đi về nó không chào, tại mình không có nói khúc chào. Tại vì Việt Nam mình là mình dạy con á, cái ý thức của mình rất là lớn là mình là tròn. Còn nó bây giờ nó vuông, lật đâu nằm đó, lật đâu nằm đó, kêu chào lúc nó chào, kêu không nói dù đi về. Cái mình thấy sao mà nó đi về nó lén lén đi không, ủa ba mẹ đâu nói dù chào đi về. Thế là phải đi dạy nó đợt hai. Phá Hoài hay nói mình hồi nhỏ Việt Nam mình giống như trái banh tròn vậy đó, đá một cái là dạo được mấy dạo. Và thậm chí cái ý thức của mình rất là cao. Nhưng mà nói như vậy rồi mình thông cảm. Mình sống địa ngục, mình sống lên. Nó ở đây trống thiên đường sống xuống. Chưa đói là đã có ăn. Mùa đông nó không biết bao nhiêu áo lạnh, không biết bao nhiêu cái nón, không biết bao nhiêu đôi giày. Trời ơi, hội Việt Nam mình mang cái đôi giày nhựa đó nghe, nó đứt rồi mà đợi mấy cái ông mà giá dép dạo. Quý vị có nhớ mấy ông giá đó không? Có cái bình đó nướng vậy, ông lụi cái cây, ông lụi rồi nóng rồi ông lụi vậy, ông lấy chỉ ông xỏ lại mình đeo mốt mua luôn. Trời ơi, đôi dép đó mà nó hư, mà đã có dép mang là quý, còn đem đi tạc lon nữa chứ. Bà già bả mà thấy đôi dép mà đi tạc lon mà đánh cho chết. Tao đi làm cực khổ mua dép cho mày mang, mày đem tạc lon. Quý vị thấy không? Bây giờ con nít Việt Nam bây giờ mà hỏi nó biết tạc lon là gì không? Nó đâu biết. Biết nhảy cò cò là gì nó không biết. Mà hỏi nó mấy cái game vậy nó biết hết trơn. Con nít ở đây bây giờ 2 tuổi thôi là bấm rào rào hết. Mình nói như vậy thôi chứ không phải là mình trách nó. Nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh, cái môi trường. Đem đường học đạo, đệ tử ơn sâu chưa báo. Tại sao gọi là ơn sâu chưa báo? Theo như trong kinh Vu Lan Báo Hiếu đó, kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu đó, cha mẹ có 10 ơn đối với mình. Một, tháng thứ nhất, điều thứ nhất là giữ gìn thai giáo, dạy cái bào thai khi nó còn nhỏ đi nhẹ nè, không có dám giận nghe. Ông chồng chọc tức dữ lắm mà ông dám giận, tại sợ con mình sanh ra nó giận theo, thèm gì ăn chứ không dám nhịn nghe, sợ con mình sanh ra chảy nước miếng. Có không? Thai giáo đó, 10 tháng trường chu đáo mọi bề, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai, chứ là không có lai lung gì chứ. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xú nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê. Việt Nam mình nuốt cơm cho con, mình đâu có biết là mình ăn hết rồi. Ba cái tinh ba gì của đồ ăn ngon rồi mình nuốt hết rồi. Nuốt cho con cái xác thôi. Vậy mà nó chịu trận như mấy năm vậy đó. Xú nước nhai cơm. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Bất cứ làm việc gì, miễn cho con mình có thôi. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ 10, chẳng ham trao chuốc, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Mình đi mà thăm ba mẹ đó mình còn chải tóc nghe, thoa son má phấn lên cho đẹp nghe, tại vô ghẻ thăm chút thôi thì everything nhà thương lo rồi. Còn mẹ mà nuôi mình đầu cổ, tại vì sao? Sức bất sang ban ngồi suốt buổi đó.
Cho nên là hồi xưa ta nói á, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Trời ơi, tôi nuôi má tôi tới 7 tháng lận rồi bà mới chết rồi. Thì mình nói nghe vậy thôi, chứ còn nếu mà mình ngồi về nói chuyện chơi vui vậy đó. Bà không có nghe bà mẹ nào nói trời ơi tôi nuôi con tuổi 30 tuổi nó chưa chết. Đâu có nghe cha mẹ nào nói vậy đâu. Nhưng mình nói ngược lại không à. Trời ơi đó, tôi phải nuôi má tôi tới 10 tháng bà mới chết. Đệ tử ơn sâu chưa báo. Ở trong cái nghi thức mà cúng linh á, lúc mà phát tang á, thì có cái bài thán bằng tiếng Hán là để qua nhớ cái bài đó đọc làm sao. Hải đức thâm nan báo, công sơn đại mạc thù, linh tiền phi tố phục, ức niệm kỷ thời hưu. Cái câu tiếng Hán á, hải đức thâm nan báo nghĩa là cái ơn đức, cái biển ơn đức của cha mẹ nó sâu lắm. Chữ thâm là sâu á, khó trả quá. Hải đức thâm nan báo, sơn công đại mạc thù. Sơn là núi, công là cái công sức của cha mẹ cao như núi, mình không thể nào đền đáp được. Hải đức thâm nan báo, muốn báo cái ơn của cha mẹ như biển đó không được. Muốn trả cái công mà của cha mẹ cao như núi đó không được. Dùng chữ hay lắm. Hải đức thâm nan báo, sơn công đại mạc thù. Chữ mạc là không thể, thù là trả lại. Linh tiền phi tố phục, trước linh tiền, bây giờ con đang quỳ trước linh tiền đây, con mặc cái áo tang này cả ngàn ức kiếp nói sao hết. Thì quý vị biết cái bài đó đó, Hòa Thượng Nhất Hạnh ngài tài tình, ngài dịch lại cái bài đó, lấy cái ý mà dịch theo tiếng Việt, mà lấy địa danh của Việt Nam ghi vô. Khi thọ tang, Hòa Thượng ghi nè: núi tảng đức khó báo, sông Hồng ơn khó đền, trước linh nhận tang phục, hiếu hạnh nguyền không quên. Tài tình. Cái kia chỉ nói tới biển, nói tới núi thôi, mà không nói tới núi nào mà biển nào. Ngài dùng hai địa danh của Việt Nam. Núi Tản Viên. Quý vị biết núi Tản Viên không? Sơn Tinh thở trển á. Núi Tản Viên là một cái ngọn núi cao hơn 1.200 mét. Và ở trên núi đó thờ một vị thánh tên là Tản Viên Sơn, và chúng ta còn thường gọi là Sơn Tinh, qua câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Thì Sơn Tinh là tứ bất tử của Việt Nam, nghĩa là bốn vị thánh không mất không chết. Sơn Tinh là một, Thánh Gióng là hai, Chữ Đồng Tử là ba, và Chúa Liễu Hạnh là bốn. Việt Nam gọi là tứ bất tử. Các vị có ý nó có thần lực lớn, không có chết. Ở đây ai cũng biết chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Nhớ thở xa xưa, non nước ăn lạc Thái Bình, Thái Thái Bình. Nhớ không? Có một cô mì nương, tuổi xuân vừa lên đôi tám. Ôi xinh tươi như hoa, đẹp như thiên nga, non bồng thắm tươi. Sau này ta cũng lấy cái bài đó ta chế lại. Đến cánh Tây Phương an lạc chứ à, đến cánh Tây Phương vui thú an lạc bốn mùa, bốn bốn mùa. Dưới đáy ao sen à, tỏa hương gì đó không. Rồi cái câu cuối là: ở chi nơi đây nợ trần vấn vương, nợ trần vấn vương. Lấy cái câu cuối là sơn thủy tinh thua rồi. Thủy tinh em ơi, thôi rồi chết anh, thôi rồi. Lâu quá ông hát quên hết rồi. Thì cái câu đó Hòa Thượng dịch: núi tảng đức khó báo. Lấy cái núi, cái ngọn núi, cái đức
cái đức mà của cha mẹ như ra núi đó khó báo lắm. Sông Hồng ơn khó đền là sông Hồng Hà. Cái nguồn chảy của nó từ ở Trung Quốc, và nội cái nguồn nó đi ngang Việt Nam không là hơn 500 cây số. Con sông Hồng. Cho nên Ngài đã dùng hai cái nơi đó để Ngài nói lên cái bài kệ, để cho làm lễ tiếng Việt Nam bằng tiếng Việt hoàn toàn. Núi tảng đức khó báo, sông Hồng ơn khó đền, trước linh nhận tang phục, hiếu hạnh nguyện không quên. Và người Việt Nam mình để tang á, con gái người nữ là đội cái mấn, đội cái mũ á. Hễ con gái mà về mà để tang cho cha mẹ là phải phủ cái miếng đó xuống, che mặt lại. Biết sao không? Xấu hổ. Là phận làm con mà không nuôi được cha mẹ. Giờ cha mẹ chết rồi mới về để tang. Con xấu hổ, che mặt lại. Nhưng mà rồi người con dâu của cái gia đình đó đó cũng để y chang cái khăn đó đó, nhưng mà bẻ lên. Biết tại sao? Tôi rất là hãnh diện. Tôi làm dâu, tôi là con gái nhà người khác mà tôi về làm dâu nhà này, tôi nuôi được cha mẹ chồng, tôi hãnh diện lắm. Cho bẻ cái đó lên. Cho nên người nào mà tới dự đám tang mà thấy nhìn cái cô, cái người nữ trong nhà đó mà bẻ lên cúp xuống là biết dâu hay là con gái. Hổ phận kém hèn. Giờ này quỳ trước đài sen, tại mình tụng kinh trước bàn Phật, nó giờ này quỳ trước đài sen. Thưa đại chúng, gần đây có cái bài này các thầy thường hay trích ra để tụng trong khi cúng linh. Nhưng mà bỏ mấy câu đầu, bắt từ cái chỗ noi gương đức một kiền liên tụng thôi, không có tụng mấy câu đầu. Cho nên tới cái chỗ này có một số sửa lại. Thay vì nó giờ này quỳ trước đài sen, sửa lại giờ này quỳ trước bàn linh. Tại vì mình đang cúng trước bàn thờ cha mẹ đấy. Giờ này quỳ trước bàn linh, chí thành cung kính, đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm. Tăng bảo là một trong ba ngôi tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Hoặc thừa tự tứ. Tự tứ là gì? Như nãy vừa nói vậy đó, tự tứ là cái ngày mà mình xin các vị khác chỉ lỗi cho mình. Đọc cho kỹ, tự tứ chứ không có tự tử. Ở chùa có cô Pháp Tịnh đó, đi tu năm 65 tuổi rồi. 65 tuổi là già rồi. Thì cổ lên cổ quỳ, cổ xin cái ngày lễ đó: bạch đại đức, hôm nay chúng tăng tự tử, còn Sa Di Ni Pháp Tịnh cũng xin tự tử. Hôm nay chúng tăng tự tứ, con cũng xin tự tứ. Nghĩa là hôm nay tất cả chư tăng đều xin cái ngày chỉ lỗi cho nhau, con cũng đi theo cái lệ đó, xin các ngài chỉ lỗi. Hoặc hiện tham thiền, bởi vì đây là cái mùa, cái ngày có những vị tăng á, người ta đang không có tự tứ, người ta đang ẩn tu, thấy không? Cho nên mới nói là hoặc hiện tham thiền. Có những bậc không có xuất hiện, đang ẩn trú ở đâu đó. Tăng bảo trang nghiêm, hoặc thừa tự tứ, hoặc hiện tham thiền, hôm nay con đầy đủ thiện duyên gặp được cái pháp hội này, xin các ngài hãy vũ lòng lân mẫn. Lân mẫn là thương xót, hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con. Ở đây là cái ý niệm cứu khổ lớn, đâu phải cha mẹ hiện đời mà cha mẹ của bảy đời. Nhưng mà đại chúng nhớ là cha mẹ nhiều đời, chứ không phải là thất tổ, cũng không phải là cửu huyền nha. Thất tổ cửu huyền là nó chỉ mới nói trong cái dòng tộc mình đời này thôi. Ông cố mình nè, ba mình nè, mình nè, con nè, cháu nè, chắc nè, chích nè. Bảy cái generation mà của đời này thôi. Nhưng mà cái câu này là cha mẹ của bảy kiếp. Còn mình nói là cửu huyền thất tổ đó, mới có dòng tộc mình thôi. Dòng tộc mà đi xuống từ trên xuống dưới vậy đó, chứ không có lân la tới người khác. Rồi câu này là cha mẹ, bảy kiếp cha mẹ chúng con. Vậy thì cha mẹ đời này là mấy kiếp? Mấy kiếp hiện đời thôi. Còn sáu kiếp trước nữa. Thật ra mình có nhiều kiếp lắm.
Nhưng mà cái con số 7 là con số tượng trưng đượm nhuần mưa pháp. Quý vị thấy cái đặc biệt là mình không có muốn cha mẹ mình gì hết trơn, chỉ muốn làm sao người thân mình đượm nhuần mưa pháp. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta có thấm nhuần pháp thì chúng ta mới giải khổ được, ăn ngon ở sướng. Nhưng mà tâm rất là khổ, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ bỏ của, bỏ tiền, sợ đủ thứ hết, thì có phải khổ không? Vì sao? Vì cái vị đó chưa thấm nhuần được giáo pháp. Cho nên niềm cái báo hiếu lớn nhất theo đạo Phật là gì? Làm sao cho cha mẹ hiểu đạo, chấp nhận được vô thường, xả bỏ được những cái dính mắc trong đời này. Cho nên có những cái chúng ta phải quán nè. Một là chúng ta phải quán thân. Mình phải quán thân, Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng mấy cái quán trước thôi, trong mười mấy cấp đó. Thì quý vị nhớ là mình nếu nhìn về thân mình thì mình phải thấy rằng thân mình là tạm bợ. Mà thật sự là thấy nó, càng ngày mình thấy nó quả là tạm bợ. Hồi còn trẻ có thể mình chưa thấy, nhưng mà càng ngày mình lớn tuổi, sức khỏe mình giảm, tự nhiên bây giờ mình ăn nó mất đi cái ngon và cái sự tiêu hóa dễ dàng như ngày xưa. Giấc ngủ của mình không có nhiều, không sâu như ngày xưa nữa. Tự nhiên nó thay đổi một cách lạ lùng, mặc dù mình vẫn bình thường mà không biết tại sao nó thay đổi. Rõ ràng cơ thể quá thay đổi. Cho nên mình thấm nhuần mưa pháp là mình thấm được cái đạo lý đó, cho nên xả. Thí dụ như có nhiều bậc cha mẹ và thấy, nếu bây giờ quý vị lớn tuổi rồi đó, cái gì mà mình thấy mình nói được mình nói, không thôi đừng bận tâm. Tại vì thật sự mình chết tới nơi, đừng có bận tâm những cái chuyện xung quanh đứa này đứa nọ. Tại vì con cái nó có cuộc sống của nó, mình thương thì mình nhắc, nhưng mà không nghe thôi đừng có nhất là của cải, đời sống tiền của tiệm tùng của con cái đừng bận tâm. Còn nếu mà vị nào mà còn dính mắc vô cờ bạc nè, những cái thú vui thế gian đó, thì cũng không sao. Nhưng mà khi mình trăm tuổi mình không xả bỏ được thì đó là cái hệ lụy. Cho nên cái vấn đề chúng ta quán vô thường hay là chúng ta tu tập đó, không phải để làm gì đâu, mà để làm sao nếu nhìn về thân này chúng ta chấp nhận buông bỏ, bởi vì thân này là tạm bợ. Còn nếu chúng ta nhìn xung quanh, của cải vật chất cũng là tạm bợ. Quý vị nhìn kỹ tiền của mình có, mình làm ra từ xưa đến giờ, nếu mà không xài đồng nào đó, có lẽ giờ người nào cũng có bạc triệu đó. Nhưng mà rốt cuộc mình có 1 triệu, nhưng mà về Việt Nam nói 1 triệu nhiều lắm. Ồ, tôi có tới 3 triệu, 4 triệu, mà ở đây không dám nói. Tại vì không ai ở đây có dư hết á, tháng nào là đủ tháng đó. Cho nên á, hoặc thiện tham thiền đầy đủ thiện duyên, gia hộ 7 kiếp cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp. Không phải vật chất mà thấm được giáo pháp. Còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì. Thấy không? Cho nên làm sao mà độ cho cha mẹ tu được là mừng. Chứ cha mẹ nào lười niệm Phật phải không? Chịu khó mỗi tối ngồi niệm Phật với cha mẹ. Mẹ ơi niệm Phật với con. Mình niệm câu Nam Mô Di Đà Phật, mẹ niệm theo. Niệm được 10 tiếng cũng được, 20 câu cũng được, 30 câu, nhưng mà mình không tu mẹ không tu theo. Mẹ ơi mẹ ăn chay nửa ngày với con nha, nếu mẹ ăn chay không được ngày. Coi như là tạo mọi phương tiện để làm sao hướng dẫn cho cha mẹ tu tập. Chỉ có tu tập mới hết khổ thôi. Chỉ có thấm được giáo pháp mới hết khổ thôi. Còn mình sống theo thế gian thì đâu có sao, tội lỗi gì. Nhưng mà tới cái giây phút đó không có ai cứu mình nổi, mình cứ đắm chìm theo đó thôi. Đã qua đời, ác đạo xa lìa. Ác đạo xa lìa, đây ác đạo là chỉ cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những cảnh khổ, chống thành Phật quả, ngưỡng trong các đức Như Lai. Chữ trong này là phải có dấu ô nữa mới đúng. Trong là trong mong. Khắp cõi hư không, từ bi gia hộ. Thì thưa đại chúng, đây là cái bài sám Vu Lan. Mà
quý vị đi tìm ở trong kinh Tàu là không có vậy. Bài sám này thuần túy của người Việt để tụng trong cái dịp lễ Vu Lan. Thì Pháp Hòa thấy cái bài này chúng ta tụng mấy mươi năm rồi, nhưng mà có thể là chúng ta chưa thấm hết được cái nghĩa của nó. Có thể chúng ta hiểu đại khái. Và hôm nay chúng ta dành chút thời gian để nói thêm về cái bài này, để sau này khi chúng ta tụng thì chúng ta thấy được cái nghĩa lý sâu hơn. Và nhất là những cái đoạn cuối thì chúng ta thấy cái bài sám này là một là lễ Tam Bảo, là hai là nói lên cái mục đích chính của mình là ghi nhận tất cả ơn đức cha mẹ, và cuối cùng là nói lên cái cách báo đáp. Cái cách báo đáp của chúng con không phải là, không phải gia hộ cha mẹ chúng con nhiều tiền nhiều của, ăn mặc bốn mùa, mà gia hộ cho cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp. Còn tại thế, thân tâm yên ổn, phát nguyện tu trì. Đã qua đời, ác đạo xa lìa, chống thành Phật quả. Đó là cái mục đích mà hiếu thảo trả ơn đền nghĩa của tất cả chúng ta. Để tôi tặng cho cái ông này món quà này. Tại vì tương lai mình sẽ nhờ ông lo giấy tờ giùm mình. Thật sự là vậy mà. Phải không? Thành ra cái chuyện đó không có gì sai hết á, nó rất là bình thường. Nhưng ở đây, nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ biết lấy cái gì đổi cái gì, và cái đó nó tăng trưởng cho mình cái gì. Ví dụ như quý anh chị lấy 10 đồng hay là 50 đồng mua cái chuông. Đấy, đổi chát nè. Người ta có chuông, mình không có chuông. Bây giờ người ta bán cái chuông đó, mình lấy tiền mình đổi cái chuông đó. Nhưng mà cái tiếng chuông này đem về mình thỉnh lên để nhắc nhở mình tu tập. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng lấy số lượng tiền đó, họ đi mua vài kết bia, vài chai rượu họ uống. Nhưng mà sau khi đó xong rồi thì bệnh tật, không có lợi. Cho nên chư Tổ thường nhắc chúng ta, cái tiền bạc là cái của làm sao? Thường thường ta kêu tiền bạc. Tiền là nó bạc lắm. Vừa đưa qua tay này là xài qua tay kia. Phải không? Đó là chuyện bình thường. Mình đừng có biến thành tiền bạc thành tiền tệ thôi. Có nhiều người ta có tiền sanh tệ hơn. Phải không? Có nhiều người có tiền không biết xài, không biết sử dụng. Thành thử ra có tiền thì lại càng ngày càng tệ hơn chứ không tốt. Cho nên mình biết rằng tất cả cái gì trên thế gian này, tiền của đó, tiền của là của tạm bợ. Nó không có kiên cố, nó không có cố định, nó không có ở với mình. Cho ngày xưa Phật cũng kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có bốn bà vợ. Mà khi ông sắp chết, cái ông mới hỏi, giờ tôi sắp chết rồi, bà nào chịu theo tôi? Thì ông xoay qua bà thứ nhất, cái bà thứ nhất nói, tôi xin lỗi ông nghe, thương ông thì thương, nhưng mà ông mà chết rồi, tôi kiếm người khác, chứ còn tôi không thể ở sống độc thân vậy được. Qua bà thứ hai nói, tôi cũng xin lỗi ông nghe, tôi ông mà mất rồi là tôi để tang tới 49 ngày thôi. Rồi bà thứ ba cũng như thế. Rồi qua tới bà thứ tư thì bà thứ tư chưa, ông chưa kịp hỏi bà vợ thứ tư, thì bà vợ thứ tư mới nói, ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Thì Phật kết thúc câu chuyện, Phật mới nói, ông trưởng giả đó có bốn bà vợ, và mỗi chúng sanh ta đây cũng có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất là tiền của, mình vừa chết là bà đi lấy chồng khác liền, là lo cái đám tang đó. Thí dụ mình để dành được 10 ngàn thì đó, mình vừa nằm xuống thì phải xuất tiền đó ra lo đám tang chứ. Vậy thì bà lấy chồng khác không? Thứ hai là thân xác này. Cái thân xác này khi mình chết đi rồi thì mình bỏ lại cái xác này không có sử dụng được, thậm chí mình phải kiếm cách thủ tiêu nó nữa. Lúc sống thì mình o bế lắm, nhưng mà khi chết rồi phải kiếm cách chứ, thôi nó thối chịu gì nổi. Thiêu, chôn, làm cách nào đó. Bà đó là bà vợ thứ hai, không theo mình. Bà vợ thứ ba là gì? Là người thân của mình. Lúc sống ha, là chia sẻ, ngọt, bùi, tâm sự, gửi gắm đủ thứ. Nhưng khi mất rồi á, thương mình lắm là tới đâu? Đưa ta tới mộ thôi, chứ đâu có ai mà nhào xuống chết thiệt đâu. Có nhiều người ta nói, cho tôi theo, gào 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 vậy đó. Nhưng mà có người cản hết rồi. Nhiều khi họ cũng phải dặn, lát nhớ đi bên cạnh tôi nghe. Nếu mà chết mà không khóc thì nghe nó kỳ quá. Cho nên phải khóc lóc đồ lên chút cho nó. Nhưng mà sau đó rồi thì
mình cũng phải sống chứ không lẽ mình nhảy xuống đó mình chết theo, mà cũng không ai để mình chết kiểu đó đâu. Rõ ràng ba bà vợ có nào theo mình không? Không. Duy có bà vợ thứ tư theo mình thôi. Đó là nghiệp lực của mình, đó là phước tội của mình, hiểu không? Cho nên bà vợ thứ tư á, bà xoay qua bà nói với ông chồng: ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Vậy thì cái gì đi theo mình? Chỉ có nghiệp thôi, chỉ có nghiệp phước mình thôi. Như vậy thì nếu mà chúng ta biết trong đời sống này chữ nghiệp là gì, là những hành động, những việc gì mà chúng ta làm thường xuyên nó thành nghiệp chứ gì. Ví dụ nè, bây giờ mình đi làm, mình đi làm mà lâu ngày cái nghề đó thành ra nghề gì? Nghề nghiệp. Nhưng mà mình có muốn tìm một cái nghề nghiệp tốt không? Không ai muốn tìm cái nghề nghiệp xấu hết. Dù người có học và không có học, ai cũng muốn cố gắng đi tìm cho mình một cái nghề nghiệp tốt. Vì sao? Vì mình luôn luôn muốn cái điều, cái thuận tốt cho mình. Thì trong cuộc sống chúng ta sống thì chúng ta phải biết tạo cái nghiệp lành. Vậy thì nhìn cho kỹ thì tiền của này nó là cái không kiên cố. Nhưng nếu người có chánh niệm thì lấy cái không kiên cố để đi tìm một cái gì đó kiên cố. Pháp Hòa ví dụ, mình có 100 đồng, xin lỗi, mình đi ra mua vài bịch kẹo, vài món quà hoặc đãi bạn bè ăn chừng 5 người là hết 100 rồi. Nhưng nếu 100 đó mình cúng chùa, mình làm phước, mình bố thí, cái đó nó không có mất. Vậy thì tiền của gọi là gì? Cái bất kiên tài đổi thành cái kiên tài. Bất kiên là gì? Là không có kiên cố. Còn cái kiên là kiên cố, chữ kiên này là kiên cố, là vững chắc. Vậy thì tiền của là cái không kiên cố. Thậm chí nhiều khi đi ra băng rút tiền để trong túi, đi một vòng chợ là thấy vắng bớt rồi. Vậy thì tiền của này không kiên cố. Thậm chí đi làm để dành tiền cất trong nhà, nhưng mà rồi đi chơi ở đâu có chụp hình cũng bỏ lên Facebook hết. Tôi đang ở đây, tôi đang ở kia, cái mấy tên ăn trộm nói cảm ơn báo tin nghe. Vô thầm mất tiền, nguy hiểm lắm. Cho nên ai mà đi xa mà cứ thích bỏ hình này hình kia, cả hỏi cái bạn bè nó hỏi: chị đi với ai? Đi cả nhà luôn. Thôi ăn trộm nó cảm ơn, nó nói báo tin đầy đủ chi tiết. Thì ăn trộm nó nói sao? Cảm ơn báo tin, tôi sẽ vô dọn sạch nhà luôn. Tiền của là cái không kiên cố. Bởi vì xưa giờ ta thường nói rồi, của, tiền của đó, tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu. Tiền của là của năm nhà, không phải của mình. Năm nhà đó là gì? Nước trôi, lửa cháy, bị tịch thu bởi vua chúa nhà nước, con cái nó phá sản, rồi cuối cùng là gì? Trộm cướp. Của cải không phải của mình, phải không? Mà cho dù mình có để dành cỡ nào đi nữa, chết thì để lại cho con cái. Mà nếu mà con cái biết giữ còn khá khá, còn không biết thì càng hao mòn sớm hơn. Như quý vị đã từng thấy có những người đại gia đại phú chứ, nhưng mà cuối cùng rồi trở thành ra cái người nghèo đói. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta có rất nhiều những thứ, nhất trước hết là tiền bạc. À, tiền bạc gọi là gì? Bất kiên tài. Bây giờ có một cái kiên nè, bố thí giúp người. Hôm trước Pháp Hòa kể câu chuyện đó, có cái em đó nó tới nó uống sữa, nó lấy ăn cắp sữa một cái quán nó uống, thì cái ông chủ bán sữa đánh nó, hất cái ly nước đó không cho nó uống, vì nó tội, nó là tội ăn cắp. Thì trong lúc đó có một người đi tới mua lại một ly sữa khác cho nó uống. Vậy thôi. Sau đó một thời gian dài thì cái ông già mua sữa đó, ông bệnh, ông nằm bệnh viện. Mà ông đang rất lo lắng vì cái tờ giấy tính nợ đó cao tiền quá, ông trả không nổi. Thì một ông bác sĩ bước vô, đưa lại cho ông cái hóa đơn và nói rằng: ông không cần phải lo cái hóa đơn này nữa, vì cái hóa đơn này đã được thanh toán bằng một ly sữa của 10 năm trước. Vậy thì cái đứa nhỏ mà nó được cho ly sữa đó, bây giờ nó trở thành gì? Trở thành ra bác sĩ.
Thật ra một ly sữa có đáng là gì không? Mấy bạc à. Nhưng mà cho đúng người thì người ta trở thành một người có lợi ích, có xã hội, thì biết bao nhiêu người được lợi. Cho nên mình cúng chùa đó, mình cúng vô chùa, chùa xây dựng mở mang, đâu phải 100 đồng mình không có làm được, nhưng mà nhờ cái số nhiều đó đó tạo ra được một đạo tràng. Ví dụ Phật tử ở Nhật này mà không tạo dựng cái đạo tràng này thì Pháp Hòa qua đây cũng đâu có chỗ để múa, phải không? Đâu có chỗ để tới thăm, đâu có chỗ để tới nói chuyện với quý vị, phải không? Cho nên cũng như thế, bây giờ mình hùng tiền mình tạo cái tượng Phật, những người có niềm tin kiên cố với Phật Pháp thì càng phát tâm. Nhưng mà người nào dù họ không biết gì hết, nhưng mà đi ngang cái đó hỏi: cái gì vậy anh? Nói tượng Phật. Miệng họ nói được chữ Phật mà xưa giờ họ chưa bao giờ nói. Vậy thì hình ảnh Phật tượng giúp cho họ phát tâm, miệng họ nói được câu đó. Thậm chí mình ghi một câu lên ở dưới tượng Phật, thí dụ Phật đó là Phật Di Đà, mình ghi Nam Mô A Di Đà Phật, thì ai người ta đi ngang á, dù người không muốn đọc, anh nó đạo chúa đạo gì cũng biết, mà anh đi ngang thấy cái chữ mà anh đọc được thì nhất định anh phải đọc không? Nam Mô Di Đà Phật. Anh không thể đọc Nam Mô Di Đà Lạt được. Nam Mô Di Đà Phật. Thì từ cái tâm, từ cái chữ mình ghi như vậy đó, cái người đó họ mắt họ thấy danh hiệu Phật, tư tưởng họ, dù họ không đọc ra tiếng nhưng họ đọc trong tâm họ. Cái đó là mình tịnh nghiệp ý của họ, mình tịnh cái nhãn căn của họ, mình tịnh cái khẩu nghiệp của họ, phước chứ. Ví dụ như nãy tới chùa ghi câu đối trước đó, đến cửa chùa gì? Sanh tâm hoan hỷ, phải không? Vào cửa thiền bớt tánh sân si. Bây giờ nếu không ghi gì hết thì ta nói cây cột. Nhưng mà mình treo câu đối trước đó đó, tự nhiên ta ai tới cũng phải đọc. Quý vị tới chùa này ngàn lần vẫn phải đọc câu đó ngàn lần. Vào cửa Phật sanh tâm hoan hỷ, đến cửa chùa bớt tánh sân si. Em mới thấy, bước xuống xe bus em đọc cái em bỏ túi rồi đó. Vậy thì quý vị thấy không? Lấy cái tiền của là cái bất kiên, nhưng mà làm ra câu đối treo cửa chùa chùa là kiên. Mình có 10 đồng, 20 đồng ăn hết rồi, nhưng mà lấy 20 đồng, 30 đồng đó làm cặp đối để trước cửa chùa. 100 người tới đọc, 1000 người tới đọc, mà người ta đọc xong câu đó rồi, ta bỏ được chút sân si, ta sanh được chút quan hỷ, có phước không? Có phước. Vậy cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Bất kiên tài đổi thành kiên tài. Và cái bố thí đó mình không thấy phước, nhưng mà không có mất. Vì cái chỗ đó là cái chỗ nhà băng, không có ai giữ, nhưng mà có người giữ, phải không? Nhân quả giữ cho mình. Trên đời này mấy cái người chủ làm nhà băng cũng chưa chắc à. Chủ bảo hiểm cũng chưa chắc à. Quý vị biết bên Mỹ mà nhà nào cũng phải mua bảo hiểm hết, tại lỡ thiên tai là bảo hiểm phải đền. Nhưng mà gặp những cái thành phố, những cái nơi mà thiên tai liên tục, bảo hiểm sập à. Ví dụ như ở bên Texas có những vùng mà thiên tai mà là gì, mưa đá đó. Có những lần mưa đá nó, cái cục đá nó to như cái chén vậy đó, nó rơi xuống là lũng xe nè, lũng kiến nè, hư nhà nè, bảo hiểm phải đền hết. Và có nhiều hãng bảo hiểm là tiêu luôn. Vậy thì quý vị thấy, cho dù một cái hãng bảo hiểm cũng chưa chắc bảo đảm được, phải không? Cho nên người ta nói có tiền á mình mua được cái bảo hiểm nhưng không mua được sự an toàn. Có tiền mình mua được cái đồng hồ đeo nhưng mà không mua được thời gian. Mình có thể có tiền mua được cái giường mắc tiền mình ngủ, nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Mình có tiền mua được thuốc bổ uống, nhưng không mua được sức khỏe. Vậy thì có những cái tiền mua đâu có được. Thì bố thí phước đức mình không có mua, nhưng mình đem hiến tặng, tự nhiên đó nó sanh, không ai giữ cho mình. Vậy thì đại chúng nhớ là trên đời này có những cái tạm, nhưng nếu chúng ta biết sử dụng thì chúng ta lấy cái tạm đó đổi cái khá hơn, đổi cái tốt hơn. Ví dụ mình có 100 đồng in kinh sách mà còn đó, mà người nào mà ta khổ đau hoặc những lúc mình buồn khổ mình mở ra mình đọc, thì kinh sách đó giải quyết nhiều cái cho mình lắm.
Cho nên là trong đoàn đi hành hương á, tuy đi hành hương là cũng thích mua bánh, mua kẹo, mua quần áo, nhưng mà thích nhất gì? Mua chuỗi. Không biết niệm nhiêu không biết niệm nhiêu, không biết tu nhiêu mà thích chuỗi lắm. Đeo lủng lẳng chơi gì cũng được. Thôi kệ đi, ta thay gì ta mua đao bông tai, ta mua cà vạt, mình mua cà sa đấy, dụ vậy đó. Cho nên nhớ, tiền của là của tạm, nhưng với cái chánh niệm thì chúng ta mượn cái tạm này mua cái khác, nó khá hơn, nó tốt hơn. Hiểu được chỗ này không? Cái này gọi là bất kiên tài đổi thành kiên tài. Đạo Phật gọi là dịch. Dịch là xê dịch, biến dịch, mình dời đổi đi. Đấy, cái này nè, để nó không ngay, chỉnh cho nó ngay. Đó, tu đó. Tu là vậy đó, không có gì đặc biệt hết, tu đơn giản vậy thôi. Đi bước vô cửa chùa, thấy đôi dép không ngay, sửa đôi dép cho ngay lại. Anh nào sửa được đôi dép ngay, anh đó tu được. Còn anh nào lật đật vô lễ Phật để Phật chứng minh mà hai đôi dép nhịn được. Phật sống coi không được thì Phật tượng này ngó đâu có được. Phật tượng này không có nói được, mà Phật sống ta nói ai để đôi dép vô duyên. Cho nên mình phải nhớ là mình tu được hay không là ở đôi dép của mình vô cửa chùa nè. Tu được hay không là cái áo mình máng lên nè. Tu được hay không là mình ăn rồi mình có biết rửa chén không, mà mình nghĩ chỗ này chỗ công cộng thôi, kệ dục đó đi, ai muốn rửa thì rửa, ai muốn làm gì làm. Cái tâm đó khó tu lắm, tại mình chưa chỉnh được cái tâm nội tâm mình mà. Mà cái chén mình chưa rửa được thì làm sao phổ độ chúng sanh? Làm sao phổ độ chúng sanh? Mà cái chuyện mà của mình sử dụng mình chưa chỉnh đốn được, mình chỉnh ai? Mình chỉnh ai? Thí dụ bây giờ mình nói ê sửa đôi dép coi, bà nhịn đôi dép bà kìa, ông nhịn đôi dép ông kìa. Mình chỉnh được mình thì mình mới chỉnh được người khác. Cho nên mình tu ở đâu không biết, nhưng mà đời sống hằng ngày của mình nổi cái đời sống ngay của mình thôi, nghe đời sống của mình thôi. Chứ ngủ dậy mà cái giường mình nó ra làm sao đó, thấy không? Quanh năm suốt tháng thôi kệ, tối nay về ngủ tiếp mày sửa làm chi. Cho nên cái giường không bao giờ ngay ngắn, mền gối lúc nào cũng từ lưa ra đó. Thì quý vị nghĩ mình không chỉnh được cái đó, mình chỉnh cái gì giờ? Cái mà mình hằng ngày mình gặp đấy nè, phải không? Cho nên cái đó tu là chỉnh, là sửa. Cho nên người ta có một cái quẻ bói toán kêu là quẻ dịch. Quẻ dịch tức là cái quẻ này nó biến dịch. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta từ một người dở chúng ta dịch, tức là chúng ta sửa đổi. Nhà Phật gọi là tu. Tu không phải cái gì mà ghê gớm hết, tu rất đơn giản trong đời sống của chúng ta. Mình có tiền trong tay mà biết sử dụng không? Đấy, tiền của cũng là của tạm đó. Nhưng mà nếu chúng ta lấy của tạm này mà tìm mua một cái khác, tìm một cái khác nó khá hơn, thì đây là cái sự tu tập. Tiền mình để em vỏ, để em vào băng ngoài, cho con đi học. Thế mà con đi học là mình lấy cái của tạm, tiền không có cho nó được sự thông minh. Nhưng mà chúng ta biết lấy cái tiền đó tìm cho con mình cái sự hiểu biết, cái này nó khá hơn chứ. Rồi từ cái sự hiểu biết này á, nó đầu tư việc khác nữa, nó tăng trưởng lên. Cho nên mỗi ngày mỗi thăng tiến, mỗi ngày mỗi thăng tiến là vậy. Cho nên á, mình tu á, thí dụ như trước hết mình nghe Pháp. Nghe Pháp để làm gì? Nghe Pháp để mình tăng trưởng cái trí thức, cái hiểu biết của mình. Nhưng chữa đó chưa phải giúp cho mình thành đạo nha. Mình mượn cái đó làm cái phương tiện để mình tu. Và từ cái tu nó tăng trí tuệ. Trí thức khác với trí tuệ. Trí thức là do người ta chỉ cho mình, người ta dạy cho mình. Trí tuệ là do mình tu. Ví dụ cái anh mà anh ngồi anh phát minh được cái Facebook, anh phát minh được Internet đó, anh đã trí tuệ đó. Nhưng mà đầu tiên anh phải đi học những cái căn bản, lấy cái gì phối hợp với cái gì để phát minh ra được cái đó. Ở đây Pháp Hòa đi, Pháp Hòa thấy mình ở nước Nhật lâu, mình cũng biết người Nhật là rất giỏi về vấn đề mà hình thức, phải không? Rất là đẹp, rất là nghệ thuật, hay lắm. Nhưng mà người ta đâu phải tự đâu, từ mượn cái nhỏ nhỏ đó người ta biến.
Ví dụ ở đây quý vị có lá lá đỏ, lá mùa thu đẹp lắm. Mai mốt á, mình tổ chức thiền trà, mình tổ chức những cái buổi mà ngồi chơi với nhau ăn bánh đó, thay vì mình lấy cái dĩa mình đựng bánh đó, hái cái lá thu đó vô, lựa những cái lá đẹp rồi lau sạch sẽ, để cái bánh trên chiếc lá thu đó, vừa không phí của mà vừa rất nghệ thuật, mà vừa nhìn rất là thiền vị. Mình lấy một cái tấm vải nhỏ nhỏ, mình vá vô cái áo rách thì mình đắp vô vậy cũng được, nhìn nó vuông vuông vậy đó. Nhưng mà nếu mình lấy cái tấm vải đó mình cắt thành chiếc lá, thắt thành bông này bông kia, mình đắp vô cái chỗ giá đó, tự nhiên có nguyên cao bông. Ai biết mình mặc áo giá, ta tưởng mình mặc áo nghệ thuật. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Tu đó, mình không bao giờ phí cái gì hết. Mà ở đây Pháp Hòa nói, nhiều khi chúng ta có tiền nhưng chúng ta không biết tìm một cái gì cho nó kiên cố hơn cái tiền mong manh mà chúng ta có. Nhiều khi mình lấy cái tiền mong manh này đi đổi một cái tánh mạng mong manh, thậm chí chơi những trò chơi rất là nguy hiểm, ăn uống tiêu thụ để làm cho sức khỏe mình hao giảm hơn. Này dạy, dĩ nhiên đó là quyền của mình, không ai cấm cản gì được hết. Nhưng ở đây nếu mình mồi lên cái ánh lửa nhận thức, thì chúng ta phải nhận thức chúng ta phải làm gì. Vì rõ ràng trong cuộc sống, ăn muốn ăn ngon, ngồi muốn ngồi chỗ tốt, cái gì cũng muốn số 1 hết, cái gì mình cũng muốn tốt hết, mà chính thân tâm này chúng ta không tìm cái tốt nhất cho nó thì nó uống đi, thế thôi. Chứ dĩ nhiên là cái tất cả đều là quyền của mình hết, mình muốn sao đó là tùy mình, vì tất cả do tâm mình muốn. Mình muốn cái gì thì mình sẽ là như vậy. Thứ hai, và quý vị thấy được cái một cái rồi ha, bất kiên tài đổi thành kiên tài. Như là mình bố thí hay mình giúp đỡ cho những cái gì đó hay hơn. Cái thứ hai nè, bất kiên thân đổi thành kiên thân. Thân này bất kiên phải không? Bất kiên là gì? Thân không kiên cố, nay đau mai mịn, phải vậy không? Mình muốn trẻ nhưng mà đâu có chuyện đó được. Không bao giờ muốn giữ cái trẻ hoài được. Và thậm chí lo lắng, lo lắng, sợ già, càng mau già, tại cái sợ nó làm mình già mau hơn. Cho nên nhớ là cái thân này là thân không kiên cố, mà chúng ta phải đổi thành cái thân kiên cố. Trước hết là cái thân này bốn đại hợp nè, đất, nước, gió, lửa. Mà đại chúng nhìn kỹ coi, cái thân này là mình sống mỗi ngày là mượn. Mượn không, không phải của mình. Sáng ngủ dậy cái mượn bữa ăn sáng, 2 tiếng sau trả, trả xong cái đi mượn buổi trưa, lát trả. Đó mình nói về đất nha. Về nước ha, uống ly vô, mượn, trả. Nhưng mà cái đó trả vài tiếng, ăn cũng vài tiếng trả, uống vài tiếng trả. Hơi thở này trả trong từng giây phút nè, hít vô mượn, thở ra trả, hít vô mượn, thở ra trả. Bữa nào nó biểu tình nó nói không cho mượn nữa, nằm ngay đơ. Có phải không? Mình đâu có phải của mình. Nếu mình nghĩ cho kỹ, cái thân này không phải của mình, sống cái thân này mượn hết. Mượn hết, buồn ngủ quá mượn ly cà phê. Mà tới hồi mà cái thân này nó lờn cà phê rồi, bao nhiêu shop nó cũng thế thôi. Vì sao? Vì đây là cái thân tạm. Vậy thân này bất kiên, thân này bất kiên, nhưng mà nó có một cái kiên cố hơn là do chúng ta tu tập. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta hay đọc nè, thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Viên mãn báo thân lô xá na Phật tức là cái pháp thân thanh tịnh. Tỳ lô giá na là pháp thân thanh tịnh. Và pháp thân này từ đâu mà có? Do tu mới có được. Pháp Hòa ví dụ, cái thân này mình đang có là báo thân nha. Đó, lùn, cao, mập, ốm, đẹp, xấu gì, thân này là thân quả báo của mình đang thọ là báo thân.
Và lấy cái báo thân này chúng ta ứng dụng trong cuộc sống, gọi là ứng thân. Ví dụ quý vị đang ngồi đây nghe pháp là ứng thân làm Phật tử. Một lát nữa đi vô bếp, cởi tràng ra, xả tràng ra, mặc áo mà làm bếp vô, ứng thân làm đầu bếp. Chiều nay người ta đi về hết trơn rồi, trời ơi nguyên bãi chiến trường, mình làm ô xin. Ứng thân. Nhưng mà cho dù mình ứng thân bất cứ hình thức nào, tâm mình không buồn, không khổ gì hết. Tại vì mình làm bằng tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ là pháp thân. Tâm hiểu biết làm việc của mình là pháp thân. Ví dụ mình nói, thay vì mình nghĩ tại sao mà họ làm gì, không sao, mình còn khỏe, mình làm được tốt rồi. Khởi một cái điểm để cho mình hoan hỷ lên, vui vẻ lên, pháp thân. Và thân này rửa chén cũng được, nấu ăn cũng được, làm bất cứ việc gì cũng được là ứng thân. Lấy cái báo thân này, dụng nó cho đúng, mà dụng một cách hoan hỷ, linh động là pháp thân. Vậy thì cái pháp thân này không có hình, không có tướng, và chính không hình không tướng cho nó pháp thân này bất diệt. Còn cái thân này có tướng phải không? Hữu diệt. Ví dụ như hồi trẻ mình cao, già cái bắt đầu nó sao? Nó teo lại. Nhìn mấy trái cây biết liền cái gì. Nhìn cái trái cây, trái quýt, trái hồng, trái táo gì đó, lúc mà nó còn tươi đó, nó sao? Căng giòn ra. Và để nó héo rồi da nó nhăn, ăn nó mềm rũi à. Đó, nhìn trái cây biết mình chứ gì đâu. Đấy, lấy cái hoa này nè, đó, đẹp không? Chừng 2 tuần nữa là nó rũ rượi xuống hết. Nhìn cái pháp thấy mình. Đây, đây là một pháp nè, đây cũng là một pháp. Nhưng mà mình ít khi nào mình thấy cái pháp của mình, mình ít khi nào thấy mình. Tại vì hàng ngày mình có trang điểm, mình trét lên cho nó ít thấy. Còn này nguyên si nè. Cho nên cái người mà người ta nhìn cái pháp bên ngoài, người ta ngộ ra được cái pháp trong đó, cái người đó gọi là duyên giác. Duyên giác là gì? Nhìn các duyên mà giác ngộ. Phó Hòa thưa đại chúng, mấy anh chị mình ngồi đây, có phải là mình đã từng, lý do là mình có mặt ở đây, có phải mình đi tìm sự sống không? Đi tìm sự sống. Người thì qua đây đi làm, người qua đây đi học, nói chung tất cả chúng ta. Rồi gần đây nhất mình nghe tin là 39 anh chị em của mình cũng vì đi tìm sự sống mà đã mất mạng ở trong một cái container. Chỉ cần nghe cái chuyện đó, quán cái chuyện đó, thấy là thân phận mình có phước hơn không? Phước quá chừng. Mình cũng đi tìm sự sống nhưng mà mình may mắn hơn, mình thuận lợi hơn. Cho dù những khó khăn mà mình đã trải qua thì cái khó khăn của mình không so được với cái khó khăn của các anh chị đó. Và người ta vẫn chấp nhận nằm chồng chất trên nhau trong một cái thùng đó để chỉ đi tìm sự sống thôi. Thì cuối cùng các vị đó không tồn tại. Rồi mình cũng đủ thứ kiểu đây. Nhưng mà mình may mắn hơn, lấn nhưng mà cũng có chỗ để còn, để mình văng ra mà sống. Cho có một cái câu, vạn vật tranh sống trên trái đất này, mà đúng như vậy. Trên trái đất này là toàn tất cả vạn vật chúng ta đều là mình. Chữ tranh đây là cũng có nghĩa là tranh giành, mà cũng có nghĩa là mình tranh thủ để mình sống. Ví dụ đói bụng quá, tranh thủ giờ ăn. Thậm chí đi gấp thức ăn, tranh thủ cái bụng. Cái bụng mình đói, mình phải lấy nhiều chút. Mình tranh giành cũng có, tranh thủ cũng có, tranh thủ để tranh giành. Nhưng mà rồi cuối cùng, cái đó là chuyện bình thường của chúng sanh. Nhưng với người tu, nó hai câu cuối nè. Nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Cái chỗ đó là cái chỗ tu đó. Cái chuyện mà vạn vật tranh sống trên trái đất này là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với người học Phật, đối với người tu của chúng ta, mở lòng chút, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Cho nên Phật nói cho mình nghe, thân này là khổ, là tạm bợ. Nhưng mà Phật đâu có dừng đó đâu. Phật chỉ cho mình mượn thân tạm bợ để mình tu, để mình có được cái thân bất hoại. Ví dụ như mình có cái thân nè, Phật dạy mình tu bằng cái thân là đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp, đừng làm những việc sai quấy với hạnh phúc gia đình người khác. Ba cái đó là tu thân. Có cái miệng nè, Phật dạy tu cái miệng.
không biết tu nói lùm la lắm. Biết tu nè, đừng có nói dốc, nói dối, lường gạt người ta. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, dựng chuyện tạo cho người ta bất hòa, nói những câu chuyện không cần, đó là đi học đầu này học đầu kia, đó là lưỡng thiệt, nói lưỡi hai chiều, rồi giận lên là chửi rủa mắng xả người ta. Đó, mày ăn cái đó vô mày chết thế này thế kia, mắng xả người ta đó là ác khẩu, rồi nói những lời vô ích, đó là nói những lời ý ngữ lường gạt. Vậy thì cũng cái miệng này mà bốn lỗi: nói dối nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời thô ác nè, nói lời vô ích nè. Phật nương vô đó, Phật nói con có cái miệng tu ngược lại, thay vì con nói dối con nói thật, thay vì con đâm thọc con hàn gắn, thay vì con chửi rủa con nói lời hiền lành, thay vì con nói lời vô ích thì con hãy suy nghĩ nói những lời có ích. Rồi cái tâm của mình, hàng ngày mình sống bằng tham, bằng sân, bằng si, Phật cũng nương vô đó. Phật nói thay vì con tham á, thôi con tập đi, ít muốn biết đủ, thấy nhiều cũng đủ cái con giảm tham. Thí dụ mình đói bụng dữ lắm, nhưng mà mình lấy xong cái mình nghĩ thôi giờ lấy tạm đủ ăn trước đi, nhường cho người sao có người ta ăn, mọi người có để vui, rồi lát dư mình trở lại miếng nữa. Ngay cái giây phút mình nghĩ vậy là lập tức cái tham của mình được chỉnh xuống liền. Tranh thủ lẹ lẹ thì có nhiều món ngon lắm. Thì mình nói vậy trong bụng ai biết đâu, nhưng mà ta nhìn bước chân người ta biết, ta thấy cách gấp người ta biết. Cho nên hồi xưa có ông thầy á, ông ăn cơm với đệ tử, ông nhìn xuống đệ tử để ông biết cái trình độ tham của mỗi đứa, để ông chỉ ông tu. Cho nên dưới ý là những bậc thầy mà tinh tế đó, các ngài hay lắm. Thấy cách ăn của mình là các ngài hiểu mình tới đâu rồi đó. Thấy cái bước chân của mình đi là các ngài hiểu mình có an lạc không, hay là mình đang ăn đậu phộng. Thấy cái cây nhang mình cấm là các ngài hiểu được cái tâm của mình. Xin lỗi đại chúng, Pháp Hòa nhiều khi nghe tiếng gõ cửa, mình nghe cái tiếng gõ cửa là mình hiểu được người này ở cái trạng thái như thế nào. Tiếng mõ của người đệ tử thỉnh hàng ngày tụng kinh, nó nói lên cái nội tâm của mình. Hôm nào mình thoải mái trong người có phải là bài hát mình hay hơn không? Hôm nào mà trong lòng mình không vui, vừa hát vừa khóc, phải hát đúng tâm trạng. Cho nên tâm nó là lột, cái tướng bên ngoài nó nói lên cái tâm trạng của mình. Cho nên á, cái thân này là cái thân tạm, nhưng từ mượn cái thân này chúng ta tu tập để chuyển hóa. Vì thân này có sát sanh trộm cắp tà hạnh, miệng này có nói những lời không đúng, tâm này có nghĩ tham sân si, thì chuyển cái đó thành cái khá hơn. Biết thân này tạm bợ, nhưng mà không có thân này tu không được. Cho nên ngày xưa có vị nói như thế này nè: chúng ta có cái khổ là tại vì chúng ta có thân. Nếu chúng ta không có thân thì khổ nương vào đâu mà có? Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Mình có khổ là tại mình có thân. Không có thân khổ nó đâu có nương vào đây mà nó có được. Chỉ có cái thân cho nên nhéo biết đau, lạnh biết run, nóng biết nực, ăn cay biết. Nói chung là có thân cho nên bao nhiêu cái cảm xúc gì nó gửi gắm vào đó hết. Nhưng mà người tu thì chúng ta không phải bỏ cái đó, mà chúng ta biết nhìn nó, chuyển nó. Cho nên Phật dạy không có khinh xuất thân, mà phải mượn thân này làm chiếc đò qua sông. Ví dụ như mình có cái hai tay nè, thích chơi đánh bài, xòe, kinh, chồng gì đó. Giờ lấy tay này lần chuỗi, cho dù là lần chơi chơi nhưng mà vẫn hơn ta đi xòe chơi, ta đánh bài chơi, thì cái kia nó không hay. Nó tập cho mình tăng trưởng. Cho nên chơi đánh bài cũng vậy. Thí dụ mới đầu là mình chơi cho vui,
Nhưng mà chính cái chơi vui nó làm mình chơi ghiền, và thậm chí mình còn đi xa hơn là cái ghiền của mình rồi đó, thì từ cái chơi nhỏ thành chơi lớn, bởi vì nghiệp nó tăng chứ đâu có giảm. Để ý có phải không? Cho nên ví dụ như bây giờ á, mình lấy cái thân này tạm này, mình tu tập để mình có được cái thân bất hoại bằng cách là mình tu giới, tu định, tu tuệ. Vậy thì thân này là tạm, nhưng biết mượn thân này tu á, thì thân này có thể làm ra những cái hay lắm. Đó, bây giờ quý vị nhìn các cái chùa viện ở các nước mình tới, quý hòa thượng các tổ ngày xưa tạo lập lên, giờ các ngài đi hết rồi, nhưng mà tất cả những cái gì quý ngài để lại giờ mình đang thừa hưởng đây. À, xứ Nhật này một phần lớn người ta đi du lịch là một phần gì thắng cảnh, nhưng mà những thắng cảnh đó phần lớn nằm đâu? Nằm trong chùa. Quý vị để ý coi, anh đó anh đạo diễn biết, nhưng mà anh qua tới Nhật rồi là thế nào, trong cái chương trình đi du thắng thảnh thế nào cũng phải ghé một vài cái chùa. Ấn Độ cũng vậy, nếu mà tứ động tâm không còn ở Ấn Độ thì ai tới Ấn Độ làm chi? Không lẽ đi tới nhìn cái dãy Hy Mã Lạp Sơn rồi đi về? Cho nên người ta sẽ đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Người ta sẽ đến vườn Lâm Tỳ Ni, với nơi Đức Phật đã từng đản sinh. Người ta sẽ tới vườn Lộc Uyển, nơi mà có Đức Phật ngày xưa đã từng nói pháp. Người ta sẽ đến núi Linh Thú, nơi Đức Phật đã từng an cư nói pháp ở đó, vân vân. Rồi bây giờ các vị nào mà người ngoại quốc họ đổ về Việt Nam, họ đi ra ngoài Bắc họ thăm đi, thế nào cũng phải đi chùa Một Cột. Họ ra tới Huế họ thăm, thế nào phải đi chùa Linh Mụ. Họ vô trong miền Nam, thế nào họ cũng phải đi chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi. Như vậy thì quý vị thấy, họ đi qua Trung Quốc á, họ du lịch á, để họ đi Hoàng Sơn, họ đi Hoàng Long, họ đi Bắc Kinh, họ đi Tử Cấm Thành, nhưng trong chương trình đó không thể nào thiếu một vài cái ngôi chùa hết, bởi vì nó là cái chuyện mà chỗ người ta đi. Pháp Hòa có thưa với các vị trong đoàn hành hương ở Hàn Quốc á, giờ Tin Lành phần lớn nè. Ở đây thì ta Phật giáo cũng mờ nhạt, có những người ta đâu biết không. Nhưng mà học sinh nó đi vô trường nó học á, nó phải học sử học về quốc gia đó. Mà hãy nói về sử học thì phải nói về những cái địa danh như chùa viện. Cho nên học sinh nó kéo nhau đi rần rần vô các cái thánh tích để làm gì? Nó nghiên cứu, nó học tập. Cho nên làm gì làm, họ không có phủ nhận được cái ngàn đời của đất nước họ, đó là chùa chiền, đó là đạo Phật. Vì sao? Vì đạo Phật đã đến với đất nước đó. Đạo Phật đã đến với đất nước này vào thế kỷ thứ 6, 528 sau Tây Lịch. Đã có mặt ở đây từ những như năm tháng như vậy. Cho nên ngay cả đất nước Việt Nam mình, nhưng mà mấy đứa Việt Nam nó không biết nhiều, tại vì không có cái chương trình học cái đó. Còn ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản có. Học sinh học sử là phải nói đến những chùa viện, cho nên phải dẫn nó tới đó, nó mục kích, nó thấy, nó nghiên cứu. Họ tự hào về những cái gì mà đất nước họ đã tạo lên được. Ví dụ như cái người dân ở Kyoto, họ tự hào về cái chùa vàng. Người Nhật Bản tự hào về tượng Phật Di Đà cao 120 mét. Thí dụ vậy đó. Cho mình Phật tử Việt Nam cũng tự hào nước Việt Nam mình có chùa Một Cột, có chùa Linh Mụ, còn rất nhiều ngôi chùa khác nữa. Thì chúng ta lấy cái thân tạm này, chúng ta làm những cái điều đó. Ví dụ bây giờ đây, thầy trụ trì đây cũng sẽ đeo Phật một ngày, nhưng mà ngôi chùa này, đất nước này vẫn phải ghi nhận cái tên của thầy. Đã có một thầy người Việt Nam đặt chân đến đây xây dựng một đạo tràng. Tương lai nó còn hay không mình không biết, vì đây cũng là tạm thôi, chùa viện nó cũng tạm thôi. Nhưng mà nếu trở về nghiên cứu lịch sử thì không thể nào phủ nhận những người đã đặt chân đến đây, đã tạo dựng một đạo Phật Việt Nam ở đây. Mà không phải thầy không, mà những thầy khác nữa, những thầy cô khác đang tạo chùa ở đây.
Mà không phải ở đây không, mà quý thầy quý cô đang hành đạo ở khắp các nước ở bên ngoài, ngoài nước Việt Nam, ở Mỹ, ở Canada, các nơi. Các ngài tương lai sẽ theo Phật hết. Chùa viện không biết còn ai giữ, không biết. Nhưng mà lịch sử không thể thay đổi. Đó là cái thứ hai, phải không? Thì cái thứ ba là gì? Bất kiên mạng đổi thành kiên mạng. Kiên mạng là gì? Là mạng sống của chúng ta. Mạng sống mình yểu thọ không biết, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng kịp thời đúng lúc thì chúng ta sẽ có một thọ mạng miên trường. Phá hoài ví dụ như có những người người ta chết yểu. Thọ mạng của chúng ta, mỗi người ngồi đây chúng ta không bảo biết, không biết được. Vì người xưa đã xác định với chúng ta rồi, sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết không biết chừng nào chết. Anh chị đó chỉ có mang hỏi chị được mấy tháng, và được 3 tháng rồi. Tự mình có câu trả lời luôn. 6 tháng nữa sạch. Vì căn bản một đứa nhỏ trong bụng mẹ là 9 tháng. Mà nói cho đầy đủ là 9 tháng 10 ngày. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà hỏi chừng nào anh chết. Bị chửi liền chứ chưa có câu trả lời nữa. Chưa kịp có câu trả lời nữa. Ta dệnh cho một câu liền. Không biết được. Sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Vậy thì cái mạng của chúng ta là cái đời, cái mạng là gì? Là thọ mạng mình không có kiên cố. Nhưng chúng ta phải tu tập như thế nào để nó kiên cố? Có những người ta chết trẻ, nhưng mà nhắc tới người đó ta nói hoài, nói mãi, nó không cùng không tận. Tại sao? Vì người đó dù sống 30 năm thôi, mà 30 năm đó làm lợi ích cho quá nhiều người. Người đó họ sống rồi có 50 tuổi thôi, mà họ sống họ để lại trong lòng của thế gian này biết bao nhiêu hình ảnh đẹp. Cho nên thọ mạng họ, cái thân mạng họ, cái đời sống họ có limit, có hạn lượng. Nhưng bây giờ họ đi vào tâm của chúng sanh vô hạn lượng. Xin lỗi đại chúng, Đức Phật của chúng ta thọ được nhiêu tuổi? 80 à. Có 80 tuổi à. Mà giờ có những vị sống hơn Phật mà. Có những vị sống 86 tuổi, 81 tuổi, 90 tuổi, cả 100 tuổi. Ở Việt Nam còn một sư bà Pháp Hòa biết ở dưới miền Tây, Sa Đéc, 103 tuổi rồi đó. Năm ngoái sư bà thỉnh sư bà ra một cái giới đàn mà. Thỉnh sư bà niệm Phật, sư bà còn niệm giống dạc Nam Mô Di Đà Phật cho đại chúng nghe. Rồi có những người á, người ta sống ngắn lắm. Cái thọ mạng á, nghĩa là cái tuổi thọ của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng cái đời sống này, thọ mạng này thì ngắn nhưng mà mãi mãi bất diệt. Cho nên Đức Phật mình á, đã xa mình hơn 2000 mấy trăm năm rồi, phải không? Vậy mà đâu phải ở trong lòng của người Việt Nam không đâu. Khắp nơi trên thế giới. Vậy thì cái thọ mạng của Đức Phật mãi trong lòng của, cho nên bất tận. Và chúng ta lấy cái thọ mạng ngắn yếu ngắn ngủi này gọi là bất kiên mệnh, đổi thành kiên mệnh. Vì tất cả đều là vô thường, đều là mộng huyễn. Nhưng mà có những cái nó để lại. Mặc dù mình biết vạn vật trên thế gian này, các pháp trên thế gian này tạm hết, vì Đức Phật đã xác định với chúng ta cái gì có hình hài thì cái đó có hạn lượng. Cái gì có hình tướng cái đó tạm thôi, không có lâu bền. Nhưng mà có những cái, nhưng mà mượn cái đó để chúng ta lưu lại những cái lâu bền. Cho nên tại sao chúng ta Phật tử Bắc Tông gặp nhau niệm Nam Mô Di Đà Phật, không có niệm khác. Trong khi đó Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật ở thế giới của mình, làm sao không gặp nhau niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm Nam Mô Di Đà Phật? Tại vì Đức Phật này giới thiệu, Đức Phật này nó quảng cáo dùm cho Phật kia. Chứ mình đâu có biết Phật Di Đà là ai. Mình biết Phật Di Đà là do cụ này, cụ quảng cáo. Cụ nó ở Tây Phương Cực Lạc có ông cụ hiệu là A-di-đà. Ôi ở cõi đó đẹp lắm, thù thắng lắm. Tụi con ở dưới này yêu đương thất tình, khổ đau hoài, phải không? Về trển Bồ Tát bất thối làm bạn lữ, kết làm bạn mà bồ làm bạn bất thối. Còn ở dưới này là bạn thối. Chữ thối này không phải thúi. Thối là lui sụp.
Mới đầu thì mặn nồng lắm, mặn mặn từ từ lạc nhách. Cho nên rốt cuộc là thân thiệt là thân, mà cuối cùng là thân ai nấy lo. Cho nên là cõi đời này nó có những cái tụ tán. Ở trên đó không có tụ tán gì hết, bình thường. Thương nhau là bình đẳng. Cho nên muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta, cái tịnh độ là muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta giữ được cái tâm bình thường. Hôm nào đại chúng mà ăn cơm mà vừa no khỏe hơn là quá no, phải không? Quá no thì mệt, mà quá đói cũng mệt. Nó vậy thôi. Đó. Hễ mà bữa nào mà ăn vừa đủ no, ngủ vừa đủ giấc, đi vừa đủ mỏi là bữa đó tịnh độ à. Còn bữa nào mỏi quá kiếm người massage. Vân vân. Cho cái gì mà quá cái bắt đầu phải kiếm cái để nó quân bình trở lại. Nó chờ tôi mỏi chân quá kiếm người massage. Tôi bệnh quá cái kiếm người kiếm gió thuốc. Nhưng mà nếu bữa nào thân thể bình thường, khỏi cần thuốc, không cần gì hết. Cho tịnh độ là khi nào tâm mình sống được cái bình thường. Vì bình thường chính là cõi mà chúng ta muốn. Vì cái bình thường này nghĩa là gì? Không phải là nothing, không phải gì hết. Bình thường nghĩa là chúng ta mỗi ngày đói thì ăn, mệt thì ngủ, đi làm, mỗi ngày vẫn có việc để làm, tiền lương đủ sống là bình thường á. Chứ đừng muốn bất thường nha. Có nhiều người hỏi sao lúc này khỏe không? Bình thường, chán. Vậy bữa nào bất thường nó chờ tôi chỉ muốn đời tôi bình thường, sao nó không bình thường? Chúng sanh chịu không nổi. Mình chịu mình không nổi mà, phải không? Cho nên thưa đại chúng, sáng nay Pháp Hòa thương quý vị ba việc ha. Mình lấy cái bất kiên tài đổi cái kiên tài, lấy cái bất kiên thân đổi cái kiên thân, lấy cái bất kiên mệnh đổi cái kiên mệnh. Mà kiên mệnh là gì? Tức là những cái thọ mạng miên trường. Không phải cái lấy cái bất kiên mệnh này nè, để đây đây, đây là đời tao sống ngắn lắm, nhưng mà ráng làm những gì để mình lưu lại cho người sau. Cho nên á, Đức Phật của mình là một ví dụ, Ngạ Nang là một ví dụ. Quý vị thấy Ngạ Nang không? Thọ mạng của ngài trong kinh nói ngài sống tới 120 tuổi nha. Thọ mạng Ngạ Nang 120 tuổi đó. Nhưng mà cuối cùng thì 120 cũng chết. Nhưng mà những gì ngài nhớ lời Phật dạy, ngài nói lại với mình tới giờ không có quên. Mở kinh ra tôi nghe như thế này. Ai nghe? Ngạ Nang nghe. Cho nên mở kinh ra là mình nghe Ngạ Nang nói trước rồi đó. Tôi nghe như thế này. Nghe là sao? Đích thân tôi nghe. Mà nghe làm sao? Không nghe người ta lặp lại, nghe đúng như vậy. Cho nên chữ Hán gọi là như thị ngã văn. Có nhiều vị người dị dịch sát là như vậy tôi nghe. Nghĩa là tôi nghe chính xác như vậy chứ không có xê dịch. Còn mình giờ nói xong rồi ai nói? Tôi đâu biết tôi nghe nó nói. Nhưng mà lúc đầu nghe nói nghe, nói nghe giỏng giạc lắm. Chị biết gì không? Nó mới vừa khụi người ta đó. Nói đã đời người ta hỏi sao chị biết? Tôi nghe người ta nói. Rồi tới hồi mà dẫn lại gặp cái người đó nè, giờ có nó này chị hỏi đi. Ê, tôi không biết gì đâu. Cho nên mình không có giống Ngạ Nang là vậy. Lúc nghe, nghe dễ sợ lắm. Lúc nói cho người khác nghe cũng nói giống giạc lắm. Nhưng mà tới hồi hỏi là mình, tôi không biết gì à, đừng hỏi tôi. Tôi vô tội à, thôi để yên cho tôi tu. Rồi thì thôi, sáng hôm nay thăm đại chúng, Thầy Pháp Hòa thưa ba việc vậy nha. Đại chúng nhớ nè, tiền của này cũng không tạm, thân này cũng tạm, mạng sống mình cũng tạm. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta lấy cái tạm đổi thành cái kiên cố, cái khá hơn.